kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Cuộc sống 24 giờ của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Và bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong vòng 1 giờ đồng hồ tới đây sẽ có những tin tức gì đáng chú ý. Trong chuyên mục Tin sáng tại Bình Định, nắng nóng kéo dài khiến cho nhiều diện tích mai Tết đồng loạt nở sớm, người trồng đứng ngồi không yên. Liên hoan ca trù Hà Nội lần thứ 2, để ca trù phát triển và thu hút công chúng quan tâm vẫn còn là một bài toán khó. Trong chuyên mục Câu chuyện buổi sáng, chiến đấu dũng cảm bảo vệ Tổ quốc và mạnh dạn làm kinh tế giỏi, hai nét đẹp đáng trân trọng của bộ đội Cụ Hồ. Tin tức quốc tế cập nhật trong chuyên mục Cuộc sống bốn phương, Tổng thống Hollande chào đón binh sĩ rút về từ Afghanistan. Đan Mạch khuyến khích người dân đi làm bằng xe đạp. Và như thường lệ, để mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn điểm qua một trong những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày hôm qua, 21 tháng 12 năm 2012. Ngày hôm qua 21 tháng 12 tại Hà Nội, Kiểm toán Nhà nước đã tổ chức họp báo công bố kế hoạch kiểm toán năm 2013 đối với các đơn vị, tập đoàn, tổng công ty và một số dự án quan trọng. Đáng chú ý, trong số 28 tập đoàn, tổng công ty được phê duyệt nằm trong kế hoạch kiểm toán năm 2013, có nhiều tập đoàn lớn như Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Điện lực, Tập đoàn Than khoáng sản, Tập đoàn Dệt may, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông, Tập đoàn Công nghiệp Cao su. Nhiều tổng công ty lớn khác cũng có tên trong danh sách kiểm toán năm 2013, gồm Vietnam Airlines, Tổng công ty Sông Đà, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, Tổng công ty Công nghiệp ô tô, cùng một số doanh nghiệp xây dựng bất động sản như Tổng công ty Cienco 5, Cienco 6, Thăng Long. Ngoài ra, một số ngân hàng thương mại lớn cũng được Kiểm toán Nhà nước quyết định đưa vào danh sách kiểm toán trong năm tới như Vietcombank, Agribank và Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Trước đó, đại diện Kiểm toán Nhà nước cho biết, trong năm 2012, cơ quan này đã tiến hành 161 cuộc kiểm toán. Theo đó, đã kiến nghị xử lý tài chính hơn 9.000 tỷ đồng. Trong đó, tăng thu 1.300 tỷ đồng, giảm chi 1.300 tỷ đồng, phải nộp và hoàn trả về ngân sách 5.700 tỷ đồng. Cơ quan này cũng đã báo cáo Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội một số phát hiện kiểm toán quan trọng, đã chuyển cơ quan điều tra để làm rõ trách nhiệm đối với một số vụ có dấu hiệu vi phạm. Tiếp tục chương trình như thường lệ là phần điểm các thông tin đáng chú ý trên các trang báo số ra ngày hôm nay. Trên trang 1 và trang 5 báo Tuổi Trẻ có thông tin lãi 3.500 đến 4.000 tỷ đồng, EVN vẫn tăng giá điện. Chiều ngày 21 tháng 12, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN và đại diện Bộ Công Thương đã họp báo công bố giá điện mới. EVN công nhận năm 2012 lãi 3.500 đến 4.000 tỷ đồng nhưng vẫn phải tăng giá điện để bù lỗ các khoản lỗ trước đây. Phóng viên đặt câu hỏi năm nay kinh tế khó khăn, tăng giá điện liệu có phù hợp hay không? Thì trả lời phỏng vấn ông Đinh Quang Chi, Phó Tổng Giám đốc EVN cho biết, với góc độ người tiêu dùng thì tăng giá điện chả lúc nào là phù hợp cả, kể cả tăng chỉ một đồng. Nhưng nhìn tổng thể nền kinh tế, do EVN là người đi mua điện rồi bán lại là chính. Nếu EVN ép nhà máy bán giá thấp sẽ khiến nhà đầu tư không đầu tư nhà máy mới nữa, gây ảnh hưởng đến khả năng cung ứng điện trong tương lai. Chúng tôi cũng đã làm việc với các nhà máy tiêu thụ điện. Họ nói giá điện Việt Nam so với các nước không cao, có với họ quan trọng nhất là đủ điện. Nếu cắt từ 1 đến 2 giờ thì thiệt hại lớn hơn là tăng giá điện. Với trách nhiệm của mình, EVN báo cáo chính phủ cho tăng giá trên cơ sở đảm bảo ổn định, tăng để đủ bù những khoản lỗ thì phải tăng vài chục phần trăm. Phóng viên đặt câu hỏi giá điện năm 2013 có lộ trình tăng như thế nào? Thì lộ trình điều chỉnh giá điện năm 2013-2015, ông Nicochi cho biết, chúng tôi đang tính toán và đã báo cáo Bộ Công Thương. Tuy nhiên căn cứ để tính thì còn khó ở thông số đầu vào như thủy điện chạy dầu tỷ lệ sẽ bao nhiêu. Năm 2013 có thể lại gặp vấn đề về thiếu nước thủy điện. Miền Trung từ đầu năm đến giờ chưa có cơn lũ, cơn bão nào. Nếu khả năng xấu thì EVN phải phát tới 1,5 tỷ kWh chạy dầu. Nếu thế sẽ lại làm chi phí tăng tới 6.000 đến 7.000 tỷ đồng. Tác giả Lục Bình ở trên trang 1 và trang 3 của báo Đại đoàn kết có bài viết giảm nghèo cho đồng bào thiểu số cần một chính sách đủ tầm. Chương trình 135 giai đoạn 2 đã giúp cải thiện mức sống cơ bản đáng kể cho đồng bào dân tộc thiểu số và theo đó thì đã có nhiều hộ nghèo đã thoát nghèo nhờ nhận được sự hỗ trợ tích cực. Dù vậy, giảm nghèo tại nhiều vùng vẫn chưa thực sự bền vững và những người cận nghèo thì lại nhanh chóng tái nghèo.
Đó là những thông số được đưa ra tại hội thảo công bố đánh giá tác động của chương trình 135 giai đoạn 2 do Ủy ban dân tộc phối hợp với chương trình phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam UNDP tổ chức hôm qua 21 tháng 12. Theo nhóm khảo sát thì chương trình 135 giai đoạn 2 có tác động đáng kể tới mức sống của các hộ gia đình thụ hưởng ở các xã mục tiêu, đặc biệt là các hộ dân tộc thiểu số, bởi thu nhập của hộ đã tăng lên khoảng 20% sau 5 năm. Một điểm đặc biệt nữa đó là các xã 135 giai đoạn đã làm tốt trong việc thu hút nhiều lao động địa phương hơn. Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc, Ủy ban Dân tộc Võ Văn Bảy cho rằng mặc dù chất lượng cuộc sống của các hộ chương trình 135 đã được cải thiện trên mọi phương diện, tuy nhiên tỷ lệ nghèo vẫn đứng ở mức khá cao. Chất lượng cuộc sống của người dân ở tại các xã vẫn thấp hơn trung bình cả nước. Dù có nhiều nỗ lực ở trong công tác giảm nghèo ở những vùng 135, nhưng công cuộc này vẫn còn gặp khá nhiều gian nan, đặc biệt là đối với 16 dân tộc ít người đang sống ở những vùng núi dựng đứng hay dốc treo leo hoặc những vùng giáp biên thì hầu hết chính sách vẫn chưa thể về đến đây. Bàn về chính sách để nâng cao hiệu quả của chương trình 135 và nhiều chính sách khác để nâng cao mức sống của đồng bào vùng cao trong thời gian sắp tới, có nhiều ý kiến cho rằng cần hoạch định các chính sách đủ tầm, đủ điều kiện về nguồn lực cũng như là về công tác đầu tư, hỗ trợ dân tộc ít người đối với các điều kiện phát triển, đặc biệt là về kinh tế, xây dựng các cơ sở hạ tầng thiết yếu như điện, trường trạm và hệ thống giao thông, cùng đó là phải cải thiện mức sống của đồng bào thiểu số vùng 35 để điều kiện sống của họ không quá cách biệt so với các địa phương khác trên toàn quốc. Quy hoạch nông thôn mới còn nhiều vướng mắc là phản ánh của phóng viên Thu Trang trên trang 12 báo Tin Tức. Quá trình xây dựng nông thôn mới đã bước đầu đạt kết quả, giúp thay đổi diện mạo nông thôn Việt Nam. Tuy nhiên còn có nhiều bất cập trong văn bản hướng dẫn quá trình lập và triển khai quy hoạch, thiếu sự đồng bộ trong quy hoạch vùng, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội. Đó là những vấn đề được đưa ra tại hội thảo Quy hoạch xây dựng nông thôn mới do Tổng hội Xây dựng Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương phối hợp tổ chức ngày 21 tháng 12 tại Hải Dương. Ông Trần Ngọc Hùng, Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam cho biết, quy hoạch xây dựng nông thôn mới phải tuân thủ theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn và các quy định của pháp luật. Tuy nhiên do thiếu sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, có nhiều quy định không thống nhất, không phù hợp với thực tế nên ảnh hưởng đến chất lượng của quy hoạch như tiêu chí mỗi xã có một chợ chưa phù hợp, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng núi. Tiêu chí kiến trúc nhà ở nông thôn, công trình công cộng, bảo tồn di tích văn hóa, dân tộc phù hợp với từng vùng còn thiếu cụ thể, gây khó cho công tác quy hoạch. Việc đặt ra tiêu chí nhiều trong thời gian để hoàn thành thì ngắn nên gây áp lực cho các đơn vị thực hiện. Tiếp theo là một bài viết trên trang 3 của báo Thanh Niên của tác giả Đàm Huy với nhan đề chấn áp quy mô lớn đối với bọn tội phạm. Công an TP.HCM đã huy động hàng ngàn cán bộ chiến sĩ thực hiện chiến dịch chấn áp quy mô lớn trong bối cảnh tội phạm đang diễn biến ở mức đáng báo động. Ngày 21 tháng 12, tại buổi gặp mặt báo chí, Đại tá Lê Anh Tuấn, Tránh Văn phòng người phát ngôn của Công an TP.HCM đã chính thức công bố việc thành lập 34 tổ cảnh sát cơ động phối hợp với cảnh sát hình sự, cảnh sát giao thông và cảnh sát đặc nhiệm tiến hành tuần tra, kiểm soát và trấn áp tội phạm bắt đầu từ ngày 20 tháng 12. Trước tình hình tội phạm diễn ra phức tạp theo quy luật cuối năm, cường độ hoạt động tăng mạnh, Thiếu tướng Nguyễn Chí Thành, Giám đốc Công an TP.HCM đã quyết định thành lập 34 tổ cảnh sát cơ động phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông và cảnh sát hình sự đặc nhiệm, tiến hành tuần tra kiểm soát từ 22 giờ đêm đến sáng ngày hôm sau. Trong đó, lực lượng cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát công khai, riêng cảnh sát hình sự đặc nhiệm mật phục. Ngoài ra, cảnh sát hình sự đặc nhiệm phối hợp với nhiều lực lượng khác thành lập các tổ tuần tra kiểm soát 24/24 giờ trên toàn địa bàn một cách khép kín. Trung tá Vũ Như Hà, Phó Tránh Văn phòng Công an TP.HCM cho biết, dự kiến thành phố sẽ cho triển khai đồng loạt mô hình này cho các phường, xã trên khu vực toàn địa bàn. Công an cũng đang khẩn trương nghiên cứu đưa ra những tiêu chí cụ thể để dựa vào đó quy trách nhiệm xử lý người đứng đầu của Ban Phòng chống tội phạm. Ngày 23 tháng 11 năm 2012, Công an TP.HCM đã triển khai thực hiện kế hoạch 218 trên KHCATP PV11 về tăng cường phòng chống tội phạm và xử lý tài sản trên đường phố và nơi công cộng. Trên trang 6 báo Nông thôn ngày nay, phóng viên Tiến Thành có bài viết chợ đen ngoại tệ đang ngang nhiên hoạt động tại cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Việc thu đổi ngoại tệ kiểu chợ đen tại cửa khẩu quốc tế Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum khiến nhà nước mất đi một khoản thu ngân sách hàng năm không nhỏ. Thế nhưng không hiểu sao hoạt động bất hợp pháp này vẫn ngang nhiên tồn tại. Theo phản ánh của người dân thì hiện nay tại cửa khẩu quốc tế Bờ Y xuất hiện hai quầy thu đổi ngoại tệ bất hợp pháp. Nhiều người cho rằng chợ đen này hoạt động trong thời gian dài là có sự dung túng của các cơ quan chức năng tỉnh Kon Tum. Hoạt động của chợ đen thu đổi ngoại tệ này đã thu lợi bất chính số tiền không nhỏ, gây bức xúc trong dư luận hiện nay.
Ông Nguyễn Trọng Hào, trưởng ban quản lý các khu kinh tế tỉnh Kon Tum cho biết, tại khu cửa khẩu quốc tế Bờ Y hiện có 2 doanh nghiệp hoạt động, chủ yếu là bán hàng, bán đồ lưu niệm. Để kiểm soát việc thu đổi ngoại tệ thì trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu quốc tế Bờ Y đã mời bà Phạm Thị Trang, doanh nghiệp tư nhân Thành Vinh và bà Lê Thị Hồng Khuyên, công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Nguyên tới làm bản cam kết không được thu đổi ngoại tệ. Như vậy là chợ đen thu đổi ngoại tệ tại khu cửa khẩu quốc tế Bờ Y vẫn tiếp tục hoạt động khi mà các ngành chức năng tỉnh Kon Tum vẫn chưa đưa ra được giải pháp xử lý hiệu quả. Bên lề hội nghị triển khai đối với công tác năm 2013 của ngành nội vụ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn đã có trả lời phỏng vấn báo chí xung quanh vụ việc là chạy công chức cả 100 triệu đồng được nêu ra tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa qua. Bài viết phản ánh trên trang 1 và trang 3 của báo Tuổi Trẻ. Ông Tuấn cho biết là tôi đã ký công văn gửi đến Hội đồng Nhân dân và Ban Nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị chỉ đạo cho Sở Nội vụ thành phố kiểm tra và báo cáo đối với công tác tuyển dụng công chức, đặc biệt là ở tại các quận huyện. Đây là thông tin do một vị đại biểu Hội đồng Nhân dân, ông Trần Trọng Dực, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội đưa ra, nhưng phải kiểm tra xem mức độ chính xác như thế nào. Tôi cũng đã giao vụ công chức viên chức phối hợp với Thanh tra Bộ và vụ pháp chế tổ chức một nhóm công tác đi xuống kiểm tra ngay việc tổ chức công tác tuyển dụng công chức đang được thực hiện ở thành phố Hà Nội. Qua đó xác minh thông tin và nắm được tình hình báo cáo của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Bộ Nội vụ hiện tại cũng đang triển khai quyết liệt xây dựng 2 đề án để đổi mới công tác lựa chọn người lãnh đạo quản lý. Đó là đề án về đổi mới phương thức tuyển chọn lãnh đạo cấp vụ, cấp sở và đề án thực hiện thí điểm chế độ tập sự, thử việc lãnh đạo quản lý. Đây là những đề án mà chúng tôi đang tập trung hoàn thiện, góp phần vào đổi mới công tác cán bộ của Đảng và Nhà nước trong thời gian sắp tới. Trước việc còn hơn một tuần nữa là quỹ bảo trì đường bộ sẽ có hiệu lực, nhưng đại diện phía công an và tổ dân phố tại Hà Nội cho rằng sẽ khó thực hiện, trong khi Bộ Tài chính thì vẫn yêu cầu triển khai. Tổ dân phố không có chức năng thu phí đường bộ xe máy là phản ánh của phóng viên Trọng Đảng và Nguyễn Tú trên trang 4 báo Tiền Phong ngày hôm nay. Ông Đào Duy Tiến, tổ trưởng tổ dân phố số 4 phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm lắc đầu, đây là một công việc không khả thi. Theo ông, chưa đề cập đến xe mua đi bán lại, chỉ riêng lượng nhân khẩu nhập cư trên địa bàn cũng rất nhiều. Xe của họ đa số mang từ các tỉnh đến, nếu thu thì không biết triển khai thế nào. Mức phí 50.000 đến 100.000 đồng một năm so với thu nhập chung của người dân thành phố thì không phải là cao. Nhưng nghĩ đến chuyện mỗi khi ra đường phải mang theo bao nhiêu thứ giấy tờ, biên lai, chứng minh tuân thủ pháp luật thật không văn minh chút nào. Ông Hồ Văn Ưu, tổ trưởng tổ 6 khu dân phố số 1, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng cho rằng theo quy định hiện nay thì tổ dân phố không có chức năng thu phí đường bộ. Và ông cho biết nếu chưa có sự chuẩn bị tốt thì hãy lùi thời gian thực hiện lại, bởi lẽ thực hiện thiếu sự chuẩn bị đều sẽ không hiệu quả, dễ dẫn tới tình trạng đầu voi đuôi chuột, chỉ tổ làm mất uy tín chính quyền và giảm hiệu lực thực thi của pháp luật nhà nước. Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng thông báo học phí học lại hệ niên chế theo quy định mới của mỗi sinh viên phải đóng là tới 40.000 đồng trên một tiết học. Có sinh viên phải trả đến hàng chục triệu đồng nếu phải học lại theo cái giá học phí mới như thế này. Phản ánh của tác giả Đoàn Cường trên trang 13 của báo Tuổi Trẻ. Đầu tháng 12, sau khi được giáo viên bộ môn thông báo về học phí học lại môn tiếng Anh, sinh viên năm 2 không khỏi bất ngờ và lo lắng. Theo QH, một môn tiếng Anh làm sinh viên này đang nợ của năm 1 có 75 tiết học. Như vậy, nếu học lại, sinh viên này phải đóng đến 3 triệu đồng học phí. Học phí học lại này quá cao, trong khi sinh viên thể thao như chúng tôi thì chi phí mua sắm giày dép, dụng cụ học tập mỗi tháng đã rất tốn kém. Nên thêm khoản học phí này nữa thì không chịu nổi. Theo phòng đào tạo của nhà trường, số sinh viên học lại lên đến vài trăm người, nhưng hiện nay mới có khoảng 100 sinh viên đến đăng ký học lại. Số nộp phí chỉ được vài người. Sinh viên học lại nhiều nhất là các môn lý thuyết, đặc biệt là tiếng Anh, do đầu vào của sinh viên khá thấp. Theo ông Nguyễn Nhất Hùng, Phó trưởng phòng đào tạo cho biết, sau khi có thông báo về học phí học lại mới này, có ý kiến cho rằng là mức học phí đối với sinh viên như thế này là cao hơn so với các trường khác. Nhưng đây là chủ trương của trường nên vẫn duy trì để sinh viên nỗ lực học. Riêng đối với sinh viên là vận động viên thì được học kéo dài thời gian 4 năm lên 6 năm. Chúng tôi sẽ cần phải tham mưu cho lãnh đạo nhà trường vận dụng phù hợp đối với sinh viên đã học lại những năm trước dồn lại. Trường thu học phí học lại mới này không phải là vì tiền, không vì động cơ kinh tế và vì nhiều em có hoàn cảnh rất tội, mà quan trọng hơn đó là có thể khuyến khích đối với ý thức học tập của các em sinh viên ở trong trường. Trên trang 8 báo Thanh niên số ra ngày hôm nay, phóng viên Đăng Nguyên có bài viết cần định chuẩn cách dùng tiếng Việt. Mong muốn một văn bản mang tính pháp quy về ngôn ngữ và chữ viết để có sự thống nhất trong tiếng Việt là tinh thần chính trong cuộc hội thảo khoa học quốc gia xây dựng chuẩn mực chính tả thống nhất trong nhà trường và trên các phương tiện truyền thông đại chúng diễn ra ngày 21 tháng 12. Có những vấn đề chính mà các nhà khoa học cần cân nhắc và có ý kiến để Quốc hội Chính phủ quyết định, như có cần thêm F, G,
GWZ vào bảng chữ cái, viết y ngắn hay y dài theo kiểu cũ hay là theo sách giáo khoa quy định, cần hay không cần phiên âm tiếng nước ngoài. Có khá nhiều luồng ý kiến tranh luận xung quanh vấn đề phiên âm. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Hiệp, Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học cho biết đây là vấn đề được nêu ra từ lâu nhưng cho đến nay vẫn chưa được giải quyết một cách thấu đáo thuyết phục. Những bất cập chính của tình trạng này là phiên âm hỗn loạn, phiên âm sai, phiên âm lộn xộn. Điều này dẫn đến những kết quả phản cảm, làm thui chột khả năng ngôn ngữ của học sinh. Các cơ quan báo đài cũng mong có những tiếng nói thiết thực để việc sử dụng tiếng Việt trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn. Theo nhà báo Nguyễn Công Thắng, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, thì hàng ngày người biên tập phải xử lý hàng trăm tin bài và nếu cứ phải tranh cãi về chuyện viết hoa, viết tắt phiên âm, thì chỉ có nước là ngưng làm báo mà ngồi cãi. Vì vậy, theo ông Thắng, muốn hay không thì các tòa soạn báo buộc phải tự giải quyết những bất đồng về ngôn ngữ để tạm thống nhất một bộ theo một quy định chung. Năm 1990, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đặt vấn đề về việc là cần phải có một bộ quốc phục để góp phần khẳng định bản sắc của dân tộc cũng như là thiết lập vị thế độc lập của một nền văn hóa quốc gia. Việc xây dựng đề án cũng như là lấy ý kiến các chuyên gia triển lãm lấy ý kiến đã được tiến hành một cách khá bài bản. Tuy nhiên sau đó thì mọi chuyện đâu lại vào đấy. Phản ánh của tác giả Trương Hoàng trên trang 5 của Báo Lao động với nhan đề bài viết là Gian nan đi tìm lễ phục. Tại Hội nghị Lễ phục Việt Nam, tiêu chí lựa chọn tổ chức ngày 21 tháng 12 tại Hà Nội, ông Nguyễn Huy Hiệp, đại diện vụ đối ngoại Văn phòng Chủ tịch nước cho biết, trong một số hoạt động ngoại giao trên thế giới, nhìn trang phục truyền thống được các vị lãnh đạo cao cấp sử dụng, người ta có thể nhận diện được ngay quốc gia mà họ đại diện. Chiếc váy cute của đàn ông Scotland, áo kimono Monsuki của đàn ông Nhật Bản hay durumagi hanbok của đàn ông Hàn Quốc không thể trộn lẫn và tạo ra một ấn tượng sâu sắc. Đã có lúc tưởng như quốc phục Việt Nam đã được khẳng định với phụ nữ là áo dài, nam giới là khăn đóng, áo the. Năm 2006, hội nghị cấp cao APEC tổ chức tại Việt Nam, các đại biểu nước ngoài đều mặc những y phục truyền thống được may bằng gấm nhiều màu khiến cho ai nấy đều trầm trồ khen. Thế nhưng sau đó thì lại có ý kiến cho rằng không nên may bằng các màu vàng, đỏ và xanh vì theo văn hóa phương Đông đó là các màu dành cho quan và vua chúa. Ở một khía cạnh khác, nhà sử học Dương Trung Quốc đưa ra khẳng định dù quốc phục hay Âu phục thì chúng ta cũng phải phân biệt lễ phục và thường phục, từ đó mới hy vọng có tiêu chí chuẩn để thiết kế lễ phục. Tiến sĩ Nguyễn Viết Chức, Viện trưởng Viện Nghiên cứu về Văn hóa Thăng Long đồng tình lễ phục phải có dấu ấn đặc trưng, nói nôm na là lễ phục cần phải khác thường phục, chẳng hạn như là áo dài của nữ tưởng chừng đã là lễ phục nhưng nó chưa thể là lễ phục vẹn nghĩa bởi vì nhiều lý do, trong đó quan trọng nhất là nó được sử dụng khá phổ biến. Nếu chọn áo dài cho nữ và com lê đối với nam là lễ phục thì phải cấm sử dụng các trang phục này trong các cái lễ phục hàng ngày chăng? Trên trang 18, báo Tuổi Trẻ, phóng viên Hoàng Điệp có bài viết về người giữ cột cờ Hà Nội. Cách thị xã Sông Công chưa đầy 20 km, nhưng con đường từ đây vào xã Úc Kỳ, Phú Bình, Thái Nguyên vô cùng khó đi. Tìm vào nhà ông Trần Đức Thịnh, người ta chỉ đường ồ à rồi bảo, ông Thịnh ngày xưa giữ cột cờ Hà Nội chứ gì, ở đây ai cũng biết. Ồn ào sôi nổi đúng chất lính, ông Thịnh, nguyên tiểu đội trưởng tiểu đội cột cờ, hào hứng kể về những ngày còn trong quân ngũ, trực tiếp tham gia bảo vệ Hà Nội trong suốt những năm Mỹ ném bom phá hoại miền Bắc. Ông nhớ lại, ôi dào cũng chẳng có chuyện gì, ngoài mỗi ngày có đến 8 lần leo lên cột cờ Hà Nội để theo dõi quan sát toàn thành phố và các vùng lân cận trong những ngày lịch sử ấy. Chúng tôi biết trước mình có thể hy sinh bất kể lúc nào, bởi mỗi khi có chuyện oanh tạc mới, còi báo động rú lên thì dù có đang ở đâu cũng phải chạy lên đỉnh cột cờ. Chỉ cần một mảnh đạn là cũng có thể lấy mạng bất kể người nào. Bởi thế, để hoàn thành nghĩa vụ của người lính gác đặc biệt này, ông đã có một lời hứa trước đồng đội và cấp trên. Dù xảy ra bất kể tình huống nào, tôi cũng sẽ không rời vị trí. Lúc ấy, chúng tôi tin vào ngày chiến thắng và cống hiến hết sức mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Và nhân kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 và 40 năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không, trên trang 13 của báo Thanh Niên cũng có bài viết của tác giả Hồ Thanh Tùng với nhan đề Dũng mãnh tên lửa Việt Nam. Là đơn vị đầu tiên bắn rơi tại chỗ B-52 trong chiến dịch Điện Biên Phủ trên không và cũng là trong toàn cuộc kháng chiến chống Mỹ ở tại miền Bắc, đoàn tên lửa 93 giờ đây với hệ thống S-300 tối tân với luôn sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ bầu trời của Tổ quốc. Thành lập năm 1965, tiểu đoàn 93, tiền thân của đoàn thuộc trung đoàn tên lửa 261 là một trong những đơn vị đầu tiên của binh chủng tên lửa Anh Hùng đã từng tham gia chiến đấu gần 50 trận, bắn rơi 15 máy bay Mỹ. Trong chiến dịch 12 ngày đêm tháng 12 năm 1972, tiểu đoàn đã chiến đấu hết sức dũng cảm, bắn rơi 6 máy bay, trong đó có 3 pháo đài B-52 Mỹ rơi tại chỗ. Nổi bật hơn cả là trận đánh lúc 20 giờ 5 phút ngày 20 tháng 12, kiếp chiến đấu của tiểu đoàn đã xử trí linh hoạt, vận dụng sáng tạo phương pháp bám sát hỗn hợp, bắn rơi tại chỗ một máy bay B-52 của địch.
Theo Trung tá Nguyễn Đình Mùi, đoàn phó kỹ thuật, thì bộ khí tài của đoàn hiện thuộc loại hiện đại trên thế giới. Tổ hợp tên lửa S-300 PMU-1 là hệ thống tên lửa phòng không đa kênh có khả năng cơ động cao với thành phần chính là đài điều khiển và radar chiếu xạ, cùng lúc có thể bám sát điều khiển 12 đạn đến 6 mục tiêu có cự ly từ 5 cho đến 160 km. Từ năm 2006 cho đến nay, đoàn luôn đạt tiêu chuẩn đơn vị huấn luyện giỏi và vừa qua thực hành diễn tập MN-12 có thực binh do quần chủng đạo diễn với những tình huống khó khăn, phức tạp đòi hỏi cao nhưng đoàn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đã được tư lệnh tặng bằng khen. Tiếp theo chương trình là những thông tin trong nước cập nhật khác. Số liệu từ Cục Thống kê thành phố Hà Nội công bố sáng qua cho thấy chỉ số giá tiêu dùng tháng 12 của Hà Nội tăng 0,26% so với tháng 11 và tăng 6,29% so với cùng kỳ năm 2011. Tính cả năm, chỉ số giá của Hà Nội năm 2012 tăng tới 8,57% so với năm ngoái. Nhóm hàng may mặc, mũ nón, giày dép tăng cao nhất với mức tăng 1,36%. Các nhóm hàng còn lại như nhà ở, chất đốt và vật liệu xây dựng, hàng hóa và dịch vụ khác, thiết bị và đồ dùng gia đình, văn hóa, giải trí và du lịch, thuốc và dịch vụ y tế, đồ uống và thuốc lá, hàng ăn và dịch vụ ăn uống đều có chỉ số giá tăng dao động dưới 1%. Riêng nhóm bưu chính viễn thông tiếp tục giữ nguyên và nhóm giao thông giảm 0,56%. Nhìn chung chỉ số giá hầu hết các nhóm hàng trong tháng 12 đều tăng, nhưng chỉ có một nhóm có chỉ số giá tăng trên 1% là may mặc, mũ nón và giày dép, là bởi nhu cầu tiêu dùng và chuẩn bị cho dịp Noel và các ngày lễ Tết sắp đến của người dân tăng cao. Theo các chuyên gia kinh tế, năm 2012, tình hình giá cả thị trường đã hạ nhiệt hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước. Đã có 3 tháng có chỉ số CPI giảm là tháng 4, tháng 6, tháng 7. Tuy nhiên, đến tháng 10, tháng 11, tháng 12, chỉ số giá lại trở về bình thường. Phải hơn một tháng nữa mới đến kỳ nhặt lá để hoa mai bung nụ để có thể nở trong đúng dịp Tết. Thế nhưng hiện nay hàng loạt các vườn mai tại thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định đã đồng loạt nở hoa. Nắng nóng kéo dài cùng với nền nhiệt độ cao duy trì trong suốt thời gian qua là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Tại một số vườn mai ở các thôn Háo Đức, Trung Định, Tân Dương, Thanh Liêm thuộc thị xã An Nhơn, nhiều cây đã bung hoa và ra lá mới. Năm làng mai cảnh nằm trên địa bàn cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự khi mai đã đồng loạt ra hoa. Dù người trồng đã dùng nhiều biện pháp chăm sóc cây một cách cẩn thận, nhưng do thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng kéo dài thúc đẩy quá trình nở hoa. Một nguyên nhân khác dẫn đến tình trạng này do năm nay có 2 tháng nhuận, thời gian cây sinh trưởng đến sớm hơn so với chu kỳ thông thường. Dự báo lượng hoa mai cung cấp ra thị trường sẽ giảm so với các năm trước, kiểu dáng cây cũng hạn chế gây nguy cơ mất mùa hoa Tết cho người dân Bình Định. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo chỉ bằng một hành động rửa tay sạch có thể làm giảm tới 35% khả năng lây truyền vi khuẩn gây ra các bệnh tiêu chảy. Để phòng chống các bệnh đường tiêu hóa, nhiễm khuẩn đường hô hấp cấp, đặc biệt là bệnh tay chân miệng đang bùng phát, các chuyên gia Tổ chức Y tế Thế giới cũng đưa ra lời khuyên thiết thực là hãy luôn giữ cho đôi bàn tay mình sạch sẽ. Trong điều tra mới nhất về hành vi liên quan đến rửa tay bằng xà phòng do Cục Quản lý Môi trường Y tế, Bộ Y tế cho thấy tỷ lệ người dân rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh đã tăng khoảng 46,7% so với năm trước. Tuy nhiên, tỷ lệ trẻ rửa tay xà phòng sau khi tiểu tiện ở nhóm học sinh vẫn còn thấp ở cả hai nhóm học sinh và trưởng thành là 15,8%. Riêng đối tượng phụ nữ mang thai và mới sinh con đã tăng lên đáng kể, khoảng 74% so với trước đó. Cũng chính vì thế mà số người mắc các bệnh liên quan đến đường tiêu chảy giảm hẳn. Rửa tay bằng xà phòng là một việc làm tưởng như rất đơn giản, nhưng trên thực tế, số người thường xuyên thực hiện điều này còn rất thấp. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, việc rửa tay hạn chế nhiều sự lây lan của mầm bệnh, đồng thời hướng mọi người có những thay đổi về nhận thức và hành vi đối với việc thường xuyên rửa tay với xà phòng. Nhằm thay đổi hành vi phòng chống các bệnh truyền nhiễm, hôm qua tại Quảng Trị, Hội Liên hiệp Phụ nữ của tỉnh Quảng Trị phối hợp với dự án sáng kiến cúm gia cầm và đại dịch của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ đã tổ chức hội thảo chia sẻ mô hình truyền thông thay đổi nhận thức trong công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm và cải thiện vệ sinh an toàn thực phẩm giữa các tỉnh trong khu vực Bắc Trung Bộ. Được thực hiện tại các tỉnh Cần Thơ, Hà Nam, Hưng Yên, Kiên Giang và Quảng Trị từ năm 2009, mục tiêu của dự án là góp phần nâng cao năng lực của các tỉnh thành trong việc phòng chống, phát hiện và ứng phó với cúm gia cầm, đại dịch và các nguy cơ bệnh lây nhiễm từ động vật. Đến nay, mô hình truyền thông thay đổi hành vi đã đạt được những kết quả ban đầu trong việc thay đổi nhận thức của người dân nhằm cải thiện vệ sinh an toàn thực phẩm, giảm thiểu nguy cơ dịch bệnh tại chợ và các cơ sở giết mổ của Việt Nam. Mô hình triển khai chiến dịch truyền thông hướng dẫn người dân thay đổi hành vi theo mùa với đội ngũ truyền thông viên đến từng quầy hàng tại chợ, từng hộ gia đình.
Bên cạnh đó, thực hiện hành vi lồng ghép hỗ trợ các cơ sở giết mổ an toàn, chợ gia cầm sống, chợ bán gia cầm và gia súc đối với các đối tượng người buôn bán, người giết mổ gia cầm, người vận chuyển gia cầm thông qua các hoạt động tập huấn kỹ năng truyền thông, dán áp phích truyền thông, phát tờ rơi. Trong thời gian qua, tại xã An Thành, huyện Đắk Pơ, tỉnh Gia Lai, rộ lên thông tin có nhiều kẻ gian đào trộm các khu nhà mồ của đồng bào dân tộc để tìm gỗ xưa. Điều này không chỉ xâm hại đến các hiện vật mà còn gây nên tâm lý hoang mang lo lắng cho người dân. Đây là những gì còn sót lại ở mỗi ngôi nhà mồ sau khi bị đào bới. Những đồ vật vốn lành lặn được chôn theo người đã mất, nay lại vỡ vụn. Bởi đó không phải là những gì người đào muốn. Từ nhiều ngày qua, nhiều thanh niên dân tộc ở khắp nơi đổ dồn về đây, lùng sục đào bới các quan tài làm từ gỗ xưa. Làng Cốc Con, xã An Thành, vốn rất yên bình, nay lại rất ồn ào. Làm hôm là bằng cây trăm, cây chích, thứ nhất. Thứ hai là đi chung theo là một là rượu, chén, bạt, son, ghê, là đi xong nấu cơm đấy. Điều đặc biệt, chỉ những khu nhà mồ ở làng Cúc Con mới bị đào bới. Những khu nhà mồ còn lại của các dân tộc khác vẫn an toàn, do ở đây vẫn có người chăm sóc, bảo vệ các phần mộ. Chỉ có tại cái làng Cúc Con là cái khu mà hồi trước là đồng bào chôn ấy, thì đến nay là bỏ mã rồi. Tức là một số cái đối tượng người ta đến đào thì nhìn chung là phải khẳng định là không có cái gỗ xưa, không đào để lấy gỗ xưa mà chỉ đào lấy cái một số cái kim loại như là đồng sắt hay gì đấy thôi. Hành vi đào bới các phần mộ tại khu nhà mồ để tìm gỗ xưa hay sắt vụn đều là sai trái, xâm phạm đến tập quán, đạo đức của con người và xã hội. Ngay khi sự việc xảy ra, Công an huyện Đắk Pơ đã cùng các cấp chính quyền địa phương vào cuộc, đồng thời thực hiện các biện pháp ngăn chặn. Qua xác minh thì trên địa bàn của chúng tôi là số đồng bào dân tộc thiểu số chỉ có sử dụng gỗ tạp để làm hòm để khi chôn cất. Riêng cái việc mà đối tượng xâm phạm mộ mã hài cốt của công dân, với chức trách nhiệm vụ của công an, chúng tôi sẽ có kế hoạch tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Trước đây, không riêng gì ở trên địa bàn huyện Đắk Pơ mà ở một số địa bàn khác của Gia Lai cũng có tình trạng kẻ gian đột nhập vào các khu nhà mồ. Giá trị của gỗ xưa vẫn còn là điều bí ẩn, nhưng nó đang dần biến những con người hiền lành, chất phác rơi vào vòng lao lý. Sau nhiều ngày mong chờ, ngày hôm qua 21 tháng 12, chiếc điện thoại iPhone thế hệ thứ 6, iPhone 5 của hãng Apple đã chính thức có mặt trên thị trường Việt Nam. Vinaphone và Viettel là hai nhà cung cấp chính thức của sản phẩm này. Trong ngày đầu tiên bán ra tại Hà Nội, iPhone 5 đã không thu hút được khách bán ra như đã dự đoán như người từng nghĩ. Với giá thành rẻ hơn 500 đến 1 triệu đồng so với hàng sách tay và số lượng có hạn, thêm vào đó là thời hạn bảo hành 12 tháng, không ít tín đồ của trái táo cắn dở đã xếp hàng từ sáng sớm tại các điểm bán hàng của hai nhà mạng này. Tuy nhiên đến khoảng 10 giờ sáng, cả hai nhà cung cấp này đều thông báo hết hàng và khách hàng sẽ phải chờ thêm khoảng 20 ngày nữa mới có thêm lô hàng tiếp theo. Theo đánh giá từ phía các nhà cung cấp, sự có mặt của iPhone 5 tại thị trường Việt Nam không gây được nhiều sự quan tâm như iPhone 4 và 4S trước đây. Do đó, iPhone 5 chỉ thu hút một lượng khách vừa phải đến cửa hàng trong buổi sáng ngày 21 tháng 12, chứ không quá tải. Như đã hứa hẹn trước đó, giá thành của sản phẩm này tại Việt Nam rất hấp dẫn khi ở nhà mạng Vinaphone, giá máy iPhone 5 phiên bản 16GB, 32 và 64GB lần lượt là 15 triệu 699 nghìn đồng, 18 triệu 099 nghìn đồng và 20 triệu 499 nghìn đồng. Trong khi đó, giá thành ở nhà mạng Viettel cũng tương đồng với Vinaphone và giá phiên bản trả trước cũng như trả sau của Viettel bằng nhau. Tuy nhiên, với phiên bản trả sau ở nhà mạng Vinaphone, giá của smartphone này giảm đáng kể khi giá các phiên bản chỉ từ 14 triệu 999 nghìn đồng, 17 triệu 199 nghìn đồng và 20 triệu 199 nghìn đồng. Ngày 21 tháng 12 tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật và Quân chủng Phòng không không quân đã tổ chức công bố các ấn phẩm kỷ niệm 40 năm chiến thắng Điện Biên Phủ trên không và 40 năm ngày ký Hiệp định Paris.
Với mong muốn cung cấp cho đông đảo bạn đọc thêm những tư liệu về các sự kiện quan trọng này, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật xuất bản bộ sách gồm 9 ấn phẩm chọn lọc, phản ánh sinh động những vấn đề liên quan đến chiến thắng Điện Biên Phủ trên không và Hội nghị Paris. Các tác phẩm này là những tư liệu phong phú và quý giá về chiến thắng Điện Biên Phủ trên không và Hội nghị Paris, về nghệ thuật quân sự, nghệ thuật ngoại giao Việt Nam, về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng đối với quân và dân ta, đặc biệt đối với thế hệ trẻ. Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không là sự kiện lịch sử quan trọng, biểu tượng chiến thắng của bản lĩnh và ý chí Việt Nam. Chiến thắng có giá trị lịch sử và thời đại sâu sắc, góp phần rất quan trọng đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta đi đến thắng lợi hoàn toàn. Tại Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội vừa diễn ra Liên hoan ca trù Hà Nội lần thứ 2. Đây là một trong những hoạt động để nhằm quảng bá, duy trì lại nghệ thuật đã được tổ chức UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Chữ liên hoan thường gợi không khí vui vẻ, thế nhưng khi đến với Văn Miếu Quốc Tử Giám trong những ngày liên hoan này và trong ngày khai mạc thì mới thấy là để ca trù phát triển và để thu hút công chúng quan tâm vẫn đang là một bài toán khó. Không khí bên ngoài, nơi diễn ra liên hoan ca trù Hà Nội. Và bên trong, trống trầu đã điểm, nghệ nhân đã cất tiếng hát. Nhưng số khán giả vẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chỉ 100 ghế, nhưng cũng không thể lấp hết. Đáng buồn hơn là trong số khán giả ngồi lại, số người tập trung thưởng thức lại càng ít ỏi. Nhiều nghệ nhân thuộc các câu lạc bộ ca trù tại Hà Nội và các tỉnh thành trên cả nước về đây đã chia sẻ câu chuyện buồn về những sân khấu lác đác khán giả. Những người trẻ mà đến thực tế ra thì họ chỉ tò mò thôi. Chứ còn cái yêu thích về ca trù thì họ chưa yêu thích. Vì họ yêu thích các cái nhạc rock, nhạc rap bây giờ nhiều hơn. Phía dưới sân khấu là những người trẻ thờ ơ. Còn ngồi trên hàng ghế đầu, chăm chú là những nghệ nhân, phần lớn đã ở lứa tuổi thất thập cổ lai hy. Cả đường cũng đều là những người đã đứng tuổi. Không chỉ khủng hoảng về người am hiểu để biết cách thưởng thức, ca trù cũng đang gặp khó khăn lớn trong đào tạo lớp kế cận. Rất là nhiều bạn muốn học nhưng mà thời gian có, kinh phí không có. Có thể là bạch vân vậy dạy không lấy tiền. Thế nhưng các bạn sống bằng cái gì? Có đúng không? Các bạn phải kiếm tiền chứ. Và đấy là một điều nan giải. Và xong hát ở đâu? Và ai nghe? Thứ nhất, hoàn cảnh của nó khác với các, ví dụ khác hát xoan, khác quan họ. Nó đang ở một cái tình trạng cực kỳ mỏng manh. Thế đây là một cái thứ. Cái thứ hai là nó đã mất chỗ đứng trong đời sống. Bởi vì trả lại cho nó chứ. Thế mà trả lại trong đời sống thì đâu có dễ. Nhất là trong một cái thế giới karaoke rồi thì MTV thì đủ hết cả. Và để sống được trong thời kỳ của karaoke, MTV, như lời giáo sư Tô Ngọc Thanh nói, ca trù đang tìm đến những người tri kỷ thuộc thế hệ trước, hay những khách nước ngoài khi đến Việt Nam mong muốn tìm hiểu về văn hóa truyền thống Việt. Đây là tờ rơi của câu lạc bộ ca trù phát cho những người khách khi mà đến tham dự liên hoan ca trù Hà Nội. Có thể thấy rằng trên tờ rơi này không có một dòng chữ tiếng Việt nào. Điều này cũng có thể minh chứng cho việc là những khán giả của ca trù hiện nay là ai. Và điều này cũng minh chứng cho một điều rằng việc phát triển ca trù cũng như là phát huy ca trù trong đời sống của người Việt cũng như là truyền bá cho những bạn trẻ Việt Nam hiện nay sẽ còn gặp rất nhiều những khó khăn. Ở phần tiếp theo của chương trình cùng đến với câu chuyện buổi sáng, chiến đấu dũng cảm bảo vệ Tổ quốc và mạnh dạn làm kinh tế giỏi, hai nét đẹp đáng trân trọng của bộ đội Cụ Hồ. Tin tức nổi bật trên thế giới trong phần cuộc sống bốn phương, Tổng thống Hollande chào đón binh sĩ rút về từ Afghanistan. Giáng sinh đang đến rất gần và hãy thử cùng tìm hiểu tại sao mũ tuần lộc của ông già Noel lại có màu đỏ. Hôm nay ngày 22 tháng 12, ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, chúng tôi những người sinh ra và lớn lên trong thời hòa bình xin gửi những lời tri ân tới những người đã và đang khoác trên mình chiếc áo lính để giữ gìn độc lập tự do cho đất nước Việt Nam. Đặc biệt là một thế hệ cha anh đi trước đã dũng cảm kiên cường chống lại giặc ngoại xâm, chấp nhận mất đi máu, nước mắt và cả tính mạng của mình.
những người nằm xuống sẽ mãi ghi danh mình trên những tấm bia liệt sĩ, còn những người trở về với cuộc sống hiện tại sẽ phải bắt tay với cuộc sống mới, chiến đấu trên một mặt trận mới, mặt trận kinh tế. Tưởng rằng họ sẽ không quen, họ sẽ bị động. Tuy nhiên ngược lại, không ít những cựu chiến binh tham gia kinh tế đã trở thành những doanh nhân, những ông chủ giỏi. Câu chuyện về người lính già ở huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh sau đây là một trong số những ví dụ hết sức sinh động về việc người lính thời bình có thể làm những điều lớn lao chẳng kém gì thời chiến. Thứ ấn tượng nhất trong ngôi nhà tiền tỷ của ông Nguyễn Văn Tiêu không phải là những đồ đạc đắt tiền, mà là dãy dài những bằng khen, giấy khen. Trong số này, bằng khen từ Chủ tịch Hồ Chí Minh được ông trân trọng nhất, bởi nó đánh dấu một chặng đường cống hiến cho cuộc cách mạng chống giặc xâm lược của toàn dân mà ông là một phần trong đó. Cuộc chiến ấy vẫn còn in dấu trên thân thể và không bao giờ phai mờ trong trí nhớ của người thương binh 4/4 này. Như chúng tôi thương binh không ra được, thì anh em mới đưa ra ở cánh đồng để mà núa thì trú ẩn. Thì đến nó cạn đến gần trưa thì là nó đi đến nó mới cạn giang tay ở cánh đồng núa. Con gái thì là bắt đầu nó dẫm thấy, mang lên nó mới đâm vào mày không chết. Cuối năm 3 thì nó lại đưa đi bán đảo Cam Ranh, tù đấy. Thì đến sau khi hòa bình ở miền Bắc thì tôi được trao đổi ở Sầm Sơn Thanh Hóa. Trở về từ chiến tranh, tinh thần tiên phong của người lính thôi thúc ông phải nỗ lực hơn trong cuộc sống. Là người đầu tiên trong xã thử nuôi ba ba, ông gần như đã gặp thất bại ngay lập tức. Coi như là 121 con, chỉ còn có 21 con, còn 100 con. Chiều nay mua sáng mai là cứ nổi vòng quanh chị ảo. Bà nhà tôi còn thì bà ấy xuống bà ấy trông thấy. Thì bà ấy bảo ôi ông ấy bây giờ người ta mới vứt tiền đằng ao trong tâm bây giờ. Chả trông thấy tâm mà chỉ ngửi thấy thôi. Lính cụ Hồ không cho phép mình thất trận một cách dễ dàng. Với sự giúp đỡ của giáo sư Nguyễn Lân Hùng, cộng với nỗ lực, kiên trì, cũng như độ nhanh nhạy của bản thân, ông đã trở thành chủ trang trại nuôi ba ba nổi tiếng khắp Bắc Ninh, là hộ sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh trong 8 năm liền. Gia sản khang trang hiện nay là do tiền lãi nuôi ba ba mỗi năm lên tới hàng trăm triệu đồng mà có. Màu áo cũng như tác phong người lính vẫn luôn bên ông trong cuộc sống thường ngày. Bàn tay thương tật không cài được cả cúc áo, nhưng vẫn hỗ trợ đắc lực cho công việc làm ăn. Cứ thế, thành công nối tiếp thành công. Ông đã trở thành một điểm sáng làm kinh tế ở địa phương. Là một người lính cụ Hồ, thì trong quá trình đó thì gia đình phát triển thì đồng chí cũng đã gương mẫu, tức là nhân những cái nhân tố điển hình trong làng xóm và trong xã và các địa phương từ Hải Phòng về đến Bắc Ninh, các tỉnh lân cận hướng dẫn cho các cựu chiến binh khác cùng làm về cái kinh nghiệm thực tế của mình, rồi thì tạo điều kiện cái vốn liếng cho những đồng chí cựu chiến binh còn khó khăn, và sau khi đã tạo ra rồi thì đến hướng dẫn cách chăm sóc và cho ăn. Quan điểm sống của người cựu chiến binh rất đơn giản, chỉ đi theo lời kêu gọi của Đảng và sống sao để ngẩng cao đầu như khi đang chiến đấu. Trong cái lúc chiến đấu thì mình phải xác định mình là quân đội nhân dân, là con em của nhân dân. Đã chiến đấu là phải dũng cảm. Khi trở về đời thường, nhiệm vụ đã hoàn thành. Thế thì bây giờ yêu cầu của Đảng, của nhà nước cũng phát triển kinh tế, thì mình cũng lại phải đi tiên phong vấn đề đó. Chúng tôi phải xác định mấy câu này. Nói phải đi đôi với làm. Chỉ nếu lý thuyết giỏi mà người ta nhìn thấy các công việc mình làm không ra gì thì người ta không nói trước mặt, như trước sau dư luận nó sẽ có. Phải là người tiên phong, nói được phải làm được. Người cựu chiến binh 90 tuổi này đã thành công trên cả hai mặt trận gian nan, chiến trường và kinh tế. Nó khẳng định một chân lý, không bao giờ là quá muộn để làm giàu. Và bộ đội cụ Hồ dũng cảm, kiên cường cũng có thể trở thành một người làm kinh tế tài năng bằng bản lĩnh của một người lính.
Cách đây ít ngày, báo Nông thôn Ngày nay và Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết Bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận kinh tế. 2.473 bài viết được gửi về là 2.743 người bộ đội Cụ Hồ đã thành công với việc kinh doanh, làm giàu cho gia đình và đất nước. Và việc làm của ông Tiêu cũng như là gần 2.500 tấm gương bộ đội Cụ Hồ khác trong các bài viết và hàng nghìn những người bộ đội Cụ Hồ trên toàn đất nước đã là một minh chứng rõ ràng nhất rằng người lính Việt Nam không chỉ đánh giặc giỏi mà còn rất giỏi trong công tác làm giàu, một góc nhìn rất mới về người bộ đội Cụ Hồ trong thời đại hòa bình. Vừa rồi là câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay của chúng tôi. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những sự kiện nổi bật diễn ra trong ngày hôm nay, ngày 22 tháng 12 năm 2012. Ngày hôm nay, nhiều hoạt động kỷ niệm 68 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 23 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân sẽ được tổ chức trên khắp cả nước. Từ đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân với 34 chiến sĩ, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã từng bước phát triển cùng với cả dân tộc làm nên những chiến thắng vĩ đại, chiến thắng thực dân Pháp, đánh đuổi đế quốc Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà. Sau ngày đất nước hoàn toàn thống nhất, quân đội hiện tiếp tục nhiệm vụ bảo vệ vững chắc biên cương, hải đảo, bảo vệ toàn vẹn Tổ quốc Việt Nam. Từ ngày hôm nay, 22 tháng 12, giá điện sẽ tăng thêm 5% so với trước. Theo đó, giá điện bình quân tăng từ 1.369 đồng trên 1 kWh lên 1.437 đồng 1 kWh. Giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc thang có mức tăng từ 66 đến 115 đồng 1 kWh tùy mỗi bậc thang. Riêng bậc thang đầu tiên dành cho hộ thu nhập thấp vẫn giữ nguyên ở mức 933 đồng 1 kWh. Như vậy, trong năm 2012, giá điện có 2 lần điều chỉnh mức tăng 5%. Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng đã gửi thông báo đến các tổng công ty điện lực trực thuộc chuẩn bị phương án chốt chỉ số vào ngày 22 tháng 12 để làm cơ sở tính tiền điện theo giá mới. Ngày hôm nay, Hội chợ Công thương Tây Nguyên 2012 sẽ được tổ chức với quy mô hơn 400 gian hàng. Đây là cơ hội tốt để các địa phương và doanh nghiệp tham gia trưng bày, giới thiệu các sản phẩm hàng hóa, tiềm năng thế mạnh. Từ đó, tạo sự phát triển liên kết vùng để phát huy thế mạnh địa phương, đồng thời tạo cơ hội cho các doanh nghiệp trong khu vực mở rộng việc giao thương, học tập, trao đổi kinh nghiệm, quảng bá thương hiệu, phát triển thị trường, nhất là thị trường nội địa, trong tình hình suy giảm kinh tế hiện nay. Ngày hôm nay, đêm nhạc gọi tên bốn mùa với tâm điểm là các ca khúc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sẽ diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Đêm nhạc sẽ đem đến cho khán giả những cảm xúc nồng nàn bất tận, cảm nghiệm những cung bậc tình yêu qua những giọng ca đặc sắc của Tuấn Ngọc, Hồng Nhung, Mỹ Linh, Tùng Dương. Chương trình sẽ không phải là một câu chuyện được sắp xếp theo trình tự thời gian của những sáng tác, mà sẽ vẽ nên một chân dung âm nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với những hỉ nộ ái ố của một đời người, tựa như bốn mùa xuân hạ thu đông của đất trời với nhiều trạng thái cảm xúc khác nhau. Ngày hôm nay, Guitar Concert, chương trình biểu diễn của 4 nghệ sĩ guitar thuộc câu lạc bộ guitar cổ điển, nhà văn hóa Phú Nhuận sẽ diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Pháp Hà Nội. Đây là hoạt động lưu diễn thường niên của câu lạc bộ trong nhiều năm qua. Tiếp theo chương trình sẽ là những tin tức quốc tế cập nhật. Tuyết rơi dày đặc trong những ngày qua đã làm cho nhiệt độ lưu vực sông Yilehà thuộc phía Bắc của Trung Quốc giảm xuống khoảng từ âm 27 độ đến âm 23 độ C, nên nhiệt này thậm chí còn thấp hơn 30 độ so với các vùng xung quanh và thấp nhất trong vòng một thập kỷ qua. Theo các quan chức địa phương, vào ngày 21 tháng 12, lượng tuyết trung bình vào khoảng 46mm, nhiều hơn năm ngoái khoảng 29mm và khiến cho giao thông khu vực bị rối loạn. Thêm vào đó, gió mạnh và tuyết không ngừng rơi khiến tầm nhìn bị giảm xuống dưới 300m và hậu quả là đã gây nhiều va quệt giao thông, nhưng rất may không có thương vong nào được ghi nhận. Nhiệt độ thấp kỷ lục còn khiến cho việc dọn dẹp tuyết diễn ra rất khó khăn. Chính quyền địa phương buộc phải sử dụng các loại phương tiện có gắn hạt kim loại để gạt tuyết. Theo cơ quan dự báo khí tượng của nước này, tình trạng nhiệt độ thấp kèm tuyết rơi sẽ còn kéo dài trong 2 đến 3 ngày nữa. Những binh lính Pháp phục vụ cho cuộc chiến của Liên quân ở một tỉnh phía đông bắc của thủ đô Kabul của Afghanistan cuối cùng đã trở về trong sự chào đón của người thân và của đương kim Tổng thống François Hollande. Như vậy là Pháp chỉ còn 1.500 binh lính ở Afghanistan, chủ yếu đóng tại thành phố Kabul. Số binh lính này sẽ tiếp tục ở lại Afghanistan cho đến năm 2013. Tổng thống Pháp François Hollande tuyên bố, sứ mệnh của các binh sĩ Pháp tại Afghanistan đã hoàn thành. Trong bữa tiệc chiêu đãi tại cung điện của mình vào chiều hôm thứ Sáu theo giờ địa phương,
đương kim Tổng thống Pháp đã nồng nhiệt chúc mừng các binh sĩ. Tôi cũng muốn nói với các bạn rằng đó là hành động đáng để làm gương. Tôi cũng nói lời chúc mừng tới tất cả những gì các bạn đã làm được. Việc rút quân khỏi sứ mệnh do NATO dẫn đầu gần đây của Tổng thống Hollande được xem như là một việc hiện thực hóa lời cam kết trong chiến dịch bầu cử của ông hồi đầu năm 2012. Ông đã từng nói rằng nước Pháp đã đạt được những gì mà nó cần phải làm ở đó. Pháp không phải là nước đầu tiên chấm dứt sứ mệnh chiến đấu tại Afghanistan. Canada thực hiện quyết định này từ tháng 7 năm 2011 và Hà Lan từ tháng 8 năm 2010. Mỹ đã rút 33.000 binh lính khỏi Afghanistan hồi đầu năm nay, nhưng vẫn còn khoảng 68.000 quân ở đó. Khi một du khách đặt chân tới thủ đô Copenhagen của Đan Mạch, thì họ có thể ngay lập tức nhận ra một trong những đặc trưng lớn nhất của thủ đô thanh bình này là văn hóa đi xe đạp, cũng như mạng lưới cơ sở hạ tầng rộng lớn dành cho xe đạp mà người dân ở đây đã xây dựng lên như là một di sản về lối sống bền vững. Không chỉ dừng lại ở đó, chính phủ của Đan Mạch còn quyết tâm nhân rộng văn hóa đi xe đạp ra khắp mọi miền đất nước. Bởi vậy, họ đã quyết định mở hẳn một tuyến đường cao tốc dành riêng cho loại phương tiện này mà nơi thí điểm chính là thủ đô Copenhagen. Với số lượng người chọn xe đạp làm phương tiện đi làm ngày càng tăng, chính phủ Đan Mạch đã quyết định mở những tuyến đường quốc lộ dành riêng cho xe đạp dài tới gần 25 km, nối liền thủ đô với nhiều khu vực phụ cận. Chính quyền Copenhagen và hơn 20 chính quyền địa phương đã nhóm họp nhằm nâng cấp hệ thống mạng lưới làn đường dành cho xe đạp. Họ hy vọng sự chung tay của họ có thể nâng tổng số người sử dụng xe đạp làm phương tiện đi lại chính trên 30%. Khi kế hoạch hoàn thành, 26 tuyến đường dài tổng cộng 300 km với những tuyến đỗ dọc hai bên đường sẽ được đưa vào sử dụng. Không chỉ dừng lại ở đó, các trạm phục vụ dành cho cộng đồng người đi xe đạp cũng được dựng lên ở dọc hai bên đường và tất nhiên trạm phục vụ này là miễn phí. Tại đây, người đi xe đạp có thể sử dụng bơm và đồ để sửa xe đạp tùy ý. Hơn thế, còn có cả đường dây điện thoại khẩn cấp nối liền với các cửa hàng sửa xe đạp trong những trường hợp người sử dụng xe đạp không thể tự xoay sở với cái xe đạp hỏng. Yes. Những tuyến đường quốc lộ dành riêng cho xe đạp mang đến nhiều thuận lợi cho cộng đồng người yêu xe đạp ở Đan Mạch như anh Klaus Nygaard. Đó là một ý kiến tuyệt vời. Nó cho tôi cảm giác vào một buổi sáng rằng con đường của tôi rất dễ đi và thực tế rằng tôi thậm chí có thể dừng lại để bơm xe ngay trên con đường đó. Còn đối với Niels Asia, có thể đạp xe mà không phải dừng lại vì đèn đỏ trên quãng đường vài km chính là điểm cộng của dự án này. Thật là tuyệt vời khi đi xe đạp tới nơi làm việc, không hề bị tắc đường. Trong khi đó, bạn lại có thể tập thể dục, tiết kiệm tiền. Nó đúng là một quyết định sáng suốt. Theo thống kê của Ủy ban thành phố Copenhagen, mỗi chuyến hành trình bằng xe đạp có thể giúp cắt giảm 450 kg khí CO2 mỗi năm và họ hy vọng văn hóa đi xe đạp của thủ đô sẽ được ủng hộ hơn nữa trong thời gian tới. Mỗi khi đến dịp lễ Giáng sinh, các cầu thủ trong đội bóng đá Santa Claus ở làng Rovaniemi thuộc vùng Lapland ở phía Bắc Phần Lan lại giúp ông già Noel trả lời thư của các em nhỏ từ khắp nơi trên thế giới gửi về trong năm. Vào thời điểm này trong năm, văn phòng của ông già Noel có lẽ là nơi bận rộn nhất trên thế giới. Và để nhanh chóng trả lời thư của các em nhỏ gửi đến khi lễ Giáng sinh đang cận kề, ông già Noel phải nhờ đến sự giúp đỡ của những chú lùn và các cầu thủ đội Santa Claus. Chúng tôi đến văn phòng của ông già Noel, đọc thư của các em khắp nơi trên thế giới gửi về và phân loại quà. Đây là một hoạt động truyền thống và ý nghĩa mà chúng tôi có thể làm khi không chơi bóng. Sau khi hoàn tất công việc được ông già Noel giao phó, các thành viên của câu lạc bộ và những chú lùn lại cùng tranh tài qua những trận cầu sôi động với mỗi đội gồm 5 cầu thủ. Đội bóng đá Santa Claus được thành lập vào năm 1992 sau khi sát nhập hai câu lạc bộ ở làng Rovaniemi. Đội bóng hiện đang thi đấu trong giải bóng đá hạng 3 của Phần Lan. Giải thi đấu này thường kết thúc vào tháng 10, nên đầu tháng 11, các cầu thủ của đội Santa Claus đã có thể tham gia chương trình hỗ trợ ông già Noel. Theo chủ tịch đội bóng Santa Claus, ông già Noel yêu thích tất cả các môn thể thao và cũng thường xuyên theo dõi các trận đấu có sự tham gia của đội Santa Claus. Các nhà nghiên cứu của Na Uy và Hà Lan đã tiến hành nghiên cứu và phát hiện ra nguyên nhân vì sao chú tuần lộc Rudolph của ông già Noel lại có màu đỏ. Những phát hiện này đã được công bố trên tạp chí y khoa của Anh Quốc.
Các nhà khoa học đã có đáp án cho những thắc mắc về chiếc mũi đỏ nổi tiếng của Rudo. Nó có màu đỏ bởi nó chứa rất nhiều tế bào máu đỏ giúp bảo vệ nó khỏi bị đông cứng và điều chỉnh nhiệt độ của não. Như vậy mà Rudo có thể phát quà Giáng sinh cho trẻ ngoan trên toàn thế giới. Các nhà khoa học tuyên bố các tế bào máu đỏ được gọi là vi mạch mũi rất quan trọng trong việc cung cấp oxy, kiểm soát tình trạng viêm và điều hòa nhiệt độ. Soi dưới kính hiển vi mũi của năm chú tuần lộc khỏe mạnh, các nhà hoạt động nhận thấy mật độ mạch máu lưu thông là 15 mm trên 1 mm². Khi kỹ thuật này được áp dụng cho hai mũi tuần lộc, các nhà nghiên cứu nhận thấy mật độ các mạch máu cao hơn 25% so với con người, chứa rất nhiều các tế bào máu đỏ. Họ cũng nhận thấy mật độ cao các tuyến nhầy nằm rải rác trong mũi tuần lộc, giúp duy trì một môi trường mũi tối ưu trong điều kiện thời tiết thay đổi và nhiệt độ khắc nghiệt. Các tuyến nhầy này cũng giúp vận chuyển chất lỏng và hoạt động như một rào cản. Hình ảnh nhiệt hồng ngoại cho thấy tuần lộc thực sự có cái mũi đỏ. Những yếu tố này giải thích tại sao mũi của tuần lộc Rudo mà ông già Noel dùng để kéo xe trượt tuyết có màu đỏ và có thể thích nghi với điều kiện thời tiết rất khắc nghiệt. Giáng sinh và năm mới đang đến rất gần. Tất cả các khách sạn lớn trên thế giới đều đang nhộn nhịp chuẩn bị các chương trình đặc biệt để chào đón những ngày nghỉ lễ lớn nhất trong năm. Từ việc trang hoàng khách sạn đến chuẩn bị các bữa tiệc thịnh soạn đều rất chu đáo, giúp khách hàng có được không khí vui vẻ và ấm áp. Và khách sạn Bristol nổi tiếng của Pháp cũng không nằm ngoài guồng quay đó. Công việc trang trí khách sạn đã hoàn tất. Giờ đây, khu vực nhộn nhịp và tất bật nhất của khách sạn Bristol lại chính là khu bếp. Đầu bếp trưởng Eric Frechen đang đóng vai một vị chỉ huy trưởng, chuẩn bị điều một tiểu đội tham gia một trận chiến. Tôi thích mùa này nhất, bởi đó là lúc những đầu bếp của chúng tôi được thể hiện tài năng của mình. Thực đơn đã lên sẵn rồi, giờ tôi đang kiểm tra nguyên liệu và thử nấu một vài món ăn cho Giáng sinh và năm mới. Hiện khách sạn đã chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu để phục vụ cho hai đêm đại tiệc. Sáng nay, đầu bếp Frechen đã thử áp chảo một miếng gan ngỗng để kiểm tra chất lượng của nguyên liệu này. Ông cho biết, cách chế biến món gan ngỗng được xem là kỳ công bậc nhất trong các loại thực phẩm. Còn các đầu bếp khác cũng đang trổ tài với một vài món ăn phụ và món tráng miệng. Năm nay, cảm hứng chế biến món ăn tráng miệng chính là những quả cầu tuyết. Theo kế hoạch, khách sạn chỉ phục vụ khoảng 50 thực khách trong đêm Giáng sinh và đêm giao thừa. Đội ngũ 64 nhân viên của khu bếp đã chuẩn bị sẵn sàng. Thực đơn chính là các món ăn truyền thống của Pháp, được chế biến từ nấm cục và gan ngỗng. Mỗi suất lên đến 1.000 đô la Mỹ. Đó là giá dành cho đêm Giáng sinh. Còn trong đêm giao thừa, thực khách phải chi gấp 2 lần mới được thưởng thức các món ăn tại khách sạn nổi tiếng Bristol. Dù không ra album nào và cũng không có bất cứ một chuyến lưu diễn nào trong năm 2012 vừa qua, tuy nhiên, nữ ca sĩ Adele vẫn phủ rõng rộng trong làng âm nhạc thế giới với 132 phiếu bình chọn từ các phóng viên cũng như các biên tập viên của hãng thông tấn AP. Nữ ca sĩ 23 tuổi đã chiếm lĩnh danh hiệu nhân vật giải trí của năm. Có thể nói, đó chính là những thành quả mà trước đó Adele đã dày công xây dựng. Mở màn trong một năm đầy tốt đẹp, giữa tháng 2, nữ ca sĩ Rolling in the Deep đã ôm trọn cho mình 6 giải thưởng Grammy danh giá, bài hát của năm, video ngắn xuất sắc với ca khúc Rolling in the Deep, ghi âm của năm, trình diễn nhạc pop xuất sắc nhất, album của năm và album pop xuất sắc nhất. Không dừng lại ở đó, khoảng thời gian gần cuối năm, Adele còn tiếp tục cho ra mắt sản phẩm âm nhạc trong phim Skyfall. Sau một thời gian ngắn, ca khúc này đã lọt vào danh sách đề cử của giải Oscar với danh hiệu nhạc phim hay nhất. Tiếp nối chuỗi giải thành công đó, nữ ca sĩ 23 tuổi mới đây còn được vinh danh với giải thưởng nghệ sĩ của năm và album của năm do Billboard bình chọn. Được phát hành hồi tháng 1 năm 2012, 21 đã trở thành một trong những album thành công nhất mọi thời đại. Điều này được thể hiện ở việc 21 đã tiêu thụ được hơn 10 triệu bản trên thị trường Mỹ tính đến thời điểm này. 21 đứng đầu tiên trong bảng xếp hạng âm nhạc của hơn 30 quốc gia và xuất hiện trong sách kỷ lục Guinness năm 2012. Ngoài ra, 21 cũng chính là album được bán chạy nhất ở Anh trong thế kỷ 21 này. Không chỉ thành công trong sự nghiệp, Adele còn thành công trong cả lĩnh vực tình cảm. Vừa qua, cô mới sinh hạ một bé trai kháu khỉnh đáng yêu với bạn trai Simon Konecki. Hiện tại, cô đang có một cuộc sống khá yên bình và hạnh phúc. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Cuộc sống 24 giờ ngày hôm nay, ngày thứ 7 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.